bào cần oxy để hoạt động và phát triển. Phổi chính là cơ quan đưa oxy từ bên ngoài vào cơ thể. Trong ngôi nhà chúng ta đang sống, một số tác nhân có thể đang âm thầm gây hại cho phổi mà ít người nhận ra. Thứ nhất, thảm chùi chân. Trên tấm thảm có thể chứa nấm mốc, phân rán, mạt bụi và khí độc. Tất cả đều có nguy cơ làm tổn thương phổi. Chúng bay vào không khí khi sử dụng máy hút bụi hoặc dẫm lên chân. Các hóa chất sử dụng để sản xuất thảm chùi chân cũng có thể gây ra vấn đề. Ưu tiên sử dụng sàn gỗ hoặc một số loại bề mặt cứng khác. Nếu sử dụng thảm, hãy làm sạch ít nhất 3 lần một tuần, làm sạch bằng hơi nước hàng năm và thực hiện bên ngoài nhà ở. Thứ hai, thiết bị nấu. Bếp ga, bếp nướng và lò sưởi có thể là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra các vấn đề về phổi. Khi đốt cháy, các thiết bị này sẽ tạo ra chất hóa học oxit nitơ có thể làm viêm phổi, gây ho và thở khó khè, đồng thời gây bệnh hen suyễn. Oxit nitơ cũng được tạo ra khi đốt gỗ, than hoặc dầu hỏa. Cần chú ý lắp đặt vệ sinh và bảo trì các thiết bị đúng cách để đảm bảo an toàn sức khỏe gia đình. Thứ ba, máy tạo ẩm. Thiết bị gia dụng này đưa độ ẩm vào không khí để giúp bạn thở tốt hơn, nhưng cũng có thể gây ra khó thở. Nguyên nhân là một loại nấm có thể phát triển trong máy tạo và khuếch tán vào không khí, dẫn đến dị ứng phổi và viêm. Để tránh hệ quả này, hãy thường xuyên vệ sinh và bảo dưỡng máy tạo độ ẩm. Thứ tư, nến. Những gia đình có thói quen thỉnh thoảng thắp nến trong nhà có thể không gặp vấn đề, nhưng duy trì việc này hàng ngày có thể tiềm ẩn một số nguy cơ về lâu dài bởi nến đa số được làm từ paraffin, gốc dầu mỏ có thể giải phóng các hóa chất vào không khí khi đốt và làm tăng nguy cơ phản ứng dị ứng, gây ra các vấn đề về hô hấp như là hen suyễn, thậm chí là ung thư. Để đảm bảo an toàn, hãy ưu tiên loại nến làm từ sáp ong hoặc sáp đậu nành. Thứ năm, bột mì. Nhiều thợ làm bánh chuyên nghiệp mắc bệnh hen suyễn do hít thở và dị ứng với bột mì hoặc các thành phần khác có thể hít phải. Những người làm bánh có nguy cơ bị ho, thở khò khè và khó thở cao hơn những người khác theo thời gian sẽ làm trầm trọng thêm các tình trạng phổi như là hen suyễn và tổn thương phổi. Không chỉ ảnh hưởng đến người làm bánh, bột mì có thể là tác nhân gây bệnh cho các thành viên khác trong gia đình do bột bám trên quần áo, da và tóc khi về nhà. Thứ sáu, thuốc trừ sâu. Những hóa chất có trong thuốc trừ sâu có thể được sử dụng để bảo vệ cây cối, rau cỏ trong nhà. Nhưng nếu bạn ăn, chạm hoặc là hít thở cũng có thể gây ra các vấn đề về thần kinh, hormone, mắt, da và phổi. Người làm nghề nông và các nghề khác tiếp xúc với hóa chất trừ sâu có nhiều khả năng mắc các vấn đề về hô hấp như là hen xuyễn và phổi tắc nghẽn mạng tính (COPD). Hãy sử dụng khẩu trang, kính và quần áo bảo hộ để bảo vệ bản thân khỏi thuốc trừ sâu trong trường hợp bất khả kháng.